Hello, xin chào tất cả bác nhé. Ngày hôm nay em có lên một cái video test một bộ cấu hình cho anh Vinh, anh ở Thái Bình anh em nhé. Với cấu hình này của anh thì sử dụng một 7409 này, một con quản lý nguồn P9, một vang rất rất là mới. Con vang này là một con vang Q9 anh em nhé, và một nâng tiếng EX3000. Đấy, thì với bốn thiết bị hôm nay thì em có ghép với mic U805 anh em nhé. Đấy thì em sẽ hát thử cho anh em cùng nghe với cái cấu hình này. Thì anh đang định tham khảo với cấu hình này anh em nhé. Mời anh em cùng đeo tai nghe nhá. Tiếng echo rất là ngọt anh em nhé, rất là mềm, tiếng echo cực kỳ mạnh luôn anh em nhé. 6789 thuyền xa sông thuyền tìm ra biển lớn, thêm tiếng gọi ngàn con sông nơi xa, thuyền có hai sông lặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền những bên sẽ quay về. Này em đi để mình anh đứng đó, em có hay lòng anh mãi thương em, đừng cách xa cho mình buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả, anh sông thuyền đi chung một bên đò? Em biết chăng ngoài khơi xa bao la, có biết bao con thuyền phải lênh đênh về bên anh không ồn ào sóng cả, chỉ hiên hoa yên ả nặng tình anh. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả bác nha. Thì theo cái nhu cầu của anh Vinh Nguyễn, anh thích lên một cái cấu hình có 7409 này, vang Q8, nhưng mà Q8 hiện tại em đang hết. Em vừa hết hàng, có bản nâng cấp của Q8, đó là con Q9 này anh em nhé. Thì với con Q9 anh em nhé, và quản lý với lọc nguồn P9 với nâng tiếng DBX, thì với thì em sẽ làm video cho anh với cái combo này. Thì như anh em cũng có thể thấy là với combo này thì nó rất là tiện, cái là anh em sẽ có một cái điều khiển ok chưa? Ok chưa? Rất là đơn giản anh em nhé. Rất là tiện luôn anh em nhé. Một cái điều khiển tròn đầu vào này, to nhỏ âm lượng này, to nhỏ mic này, tăng giảm effect này. Đấy, rất là tiện anh em nhé. Đấy, thì anh em có thể tham khảo với cái combo này. Combo này giá bình dân anh em nhé. Rất là đơn giản thôi ạ. Rất là bình dân. Với cái cấu hình này thì 7409 với công suất là 900W anh em nhé. Anh em cùng nghe cái chất âm của bản nhạc này luôn. Và trên bộ cấu hình này thì với cái như anh em đã thấy rồi, con 7409 900W trên một kênh anh em nhé, 900W trên một kênh. Thì con này thì mỗi một kênh này anh em có thể đánh được một cặp bát 30. Cái này anh em có thể đánh quả súp 50. Đây em đang đánh một con súp 50 đây, đánh một kênh thôi anh em nhé. Đó, cực kỳ lực luôn. Đó, và một con quản lý nguồn P9 ra 1.600.000. Một con nâng EX3000. Con này cho vào thì nó nâng tiếng nhạc, tiếng hát của mình rất là tốt. Giá chỉ có 1.200.000 thôi anh em nhé. Và một con vang rất là mới bên em, đó là con Q9 anh em nhé.
con Q9. Q9 này giá hiện tại đang là 2.600.000 đồng. Đấy, 2.600.000 đồng với con Q9 anh em nhé. Và con X3000 giá 1.200.000 đồng. Đó, một con P9 thì với giá là 1.600.000 và 7409 ra 8.300.000. Thì combo này thì bộ mic này thì em ghép thêm vào anh em nhé, sử dụng bộ mic U805. Đấy, thì với cái combo này thì anh em chơi thì dễ chỉnh, và quan trọng nhất là nó rất là tiện dụng anh em nhé, chỉnh chọn nó dễ anh em nhé. Chỉnh chọn nó dễ. Với cái màn hình này anh em có thể giới hạn được cái âm lượng. Giới hạn được cái âm lượng rất là dễ luôn anh em nhé. Dù có nhà có trẻ con đi nữa thì anh em giới hạn lại rồi thì không bao vượt quá. Ví dụ mình giới hạn lại tầm khoảng độ 9 này. Ok chưa? Thì mình cho cái mic này, cái music này không bao quá được 9 luôn anh em nhé. Không bao quá được 9 chưa? Vặn nữa cũng không bao quá được. Cái này mình có thể cài đặt dễ dàng anh em nhé. Cài đặt cực kỳ dễ dàng luôn. Thì với cái con vang này thì nó cực kỳ là hiện đại luôn anh em nhé. Đầy đủ các kết nối như Bluetooth USB. Bluetooth USB cổng quang. Thì anh em có thể thấy với cấu hình này thì nó khá là dễ chỉnh anh em nhé. Đầy đủ các chức năng như revert, delay, repeat. Chống hú luôn anh em nhé. Mic anh em có thể cắm đằng sau. Cực kỳ là dễ dàng sử dụng luôn. Thì với combo này chơi gia đình rất là vừa, và quan trọng nhất nữa là dễ chỉnh anh em nhá. Thì hôm nay test cho anh Vinh, anh có thể tham khảo với cấu hình này, có nhu cầu thì anh liên hệ trực tiếp. Thì bên em sẽ chuyển về Thái Bình cho anh. Đấy, chuyển đầu vào anh em nhá. Ok, Bluetooth này và optical này rất là dễ anh em nhá, chỉ cần ấn một cái nút ở đây thôi. Ok chưa, đơn giản nhá. Set này to này, ok chưa? Đó, cực kỳ đơn giản luôn và hay, chất âm hay anh em nhé. Em đã hát thử cho anh em nghe rồi. Đấy thì ok, anh em có thể tham khảo. Rồi chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé.